Ok, hello my friend, welcome back to my channel. To live a life with Ben Ben, to live with Ben Ben 4, with Ben Ben 2, in the blog and my club, VSG, Ben Munter Light Stranger 3, and Gatin of Munter. Ok, for the life, Ben Munter Light Stranger 3. Ok, đây là phiên bản Ben Munter Light Stranger 3 trên Mubi nhé các bạn nhé. Mình sẽ load chapter. Ở đây có 2 chapter nhé các bạn nhé. Và mình sẽ chơi chapter 2 trước đi. Đây là map chắp nó chưa tự chu. Ồ, đây có cái cửa. I'm sorry, but you gotta understand. I needed something from you that I could only get if you were unconscious. And I was all out of sedatives. If you'd seen me, you wouldn't have trusted me. I know it. But there was one thing I didn't lie to you about. And that's me knowing you're here for your children. I too am working towards saving them, if you can believe it. But someone else has them. Someone far stronger than you and me both. Okay, mình sẽ hóa thân này, nó bay để các nút kia nha. Để lấy cái pháo này các bạn ạ, để bắn con Tamashimi Chimakaki. Okay, để lấy các quả pháo này. Tiếp tục sang bên đây nè. Ok, tiếp tục lên đây. Để hết các pháo rồi xuống nha các bạn nha. Ok, mình sẽ nhặt các quả pháo này. Put the train này. Ok, 4 cái này. Ok, 5 cái rồi. Còn một cái cuối cùng ở dưới đây. Còn hình như có một cái tàu mình chưa đẩy hay sao ạ? Ở đây, còn một cái này này. Ok. Cái này là cái cuối cùng nhá các bạn nha. Ok, con MVMB nó vẫn đứng này. Nên sau đó mình sẽ hóa thân thành này. Cái đĩa bay này sau đó sang bên kia một cửa nhá. Đen Banina. Các nhân vật này. Nắp nắp này. Tiếp tục mình sẽ sang bên đây nhá, để mở cửa nhá. Solitator. Ok, sẽ mở cửa đây. Quạt gió này. Tiếp theo sau đó mình sẽ cho đế bay này sang kia mở cửa nhé. Quick, in here. Ok, xuống đây mở cửa để chuẩn bị tiêu diệt con Tamachiki Chimataki. Thế sang bên đây ấn nút này nhá các bạn nha. Quả gió đẩy này. Ok. Tiếp tục nhảy qua các chướng ngại vật đây nhá các bạn nha. Đoạn này các bạn phải dừng lại nhé. Cái quạt gió nó đẩy. Okay, tiếp tục chuẩn bị nhảy qua bên kia nào. Okay, vào được đến đây rồi. Okay, mình sẽ mở cánh cửa bằng các màu đây nhé các bạn nhé. Chọn màu. Ok. Và đây để tiêu diệt con Tamachiki Chimataki. Con rùa này. Rùa hai đầu. Cả đoạn nó lẻ lưỡi này nè các bạn. Sẽ dùng pháo để bắn nhá. Để tiếp tục sẽ sang bên đây. Ok, Tamachiki Chimataki xuất hiện. Sẽ bắn mình nhá các bạn này. Tiếp tục mình sẽ chạy sang bên kia.
Cái này mình phá bắn nha các bạn nha. Chạy mau. Đây là bị nó tiêu diệt mất rồi. Ok, lần này mình sẽ chuyển sang một chơi một trò khác nha các bạn nha. Gạt từng ở bên bên chu đi. Ở đâu mình sẽ chơi bên bên thử lý chết trên phiên bản S team chơi nào. Ok, bật lên nào. Ok, mình đã chơi đến phần gặp con ôm là bớt nhé. Ok, bắt con ôm bớt này chạy lên đây nhé các bạn nhé. Ok, mình sẽ chạy lên này. Cho con tinh cầu phần lan. Ôm là bớt kia nó nhảy xuống nhé. Oh, bị nó bắt mất rồi. Sau đó mình sẽ lại chơi lại nhé. Okay, please try again. Okay, mình sẽ chơi đến đoạn chạy thoát của con mẹ bé nhé các bạn nhé. Chạy đua con Uga bớt kia sau đó không mở cánh cửa nhá. Okay, cái cửa màu xanh là cho lớp mình mở nhá bạn ơi. Cái màu hồng rồi. Ok, đây sẽ màu hồng tiếp này. Ok, màu hồng cái đó bên bớt này mở ra bạn nhé. Đây, vì mềm mềm vẫn đang gửi xong. Ok, cửa nó sai kìa. Tiếp tục cánh cửa nó sai. Con kia chạy nhanh quá. Nào. Ok, tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang gắt tiền ở bên bên 4 đi. Ok, bởi kết nối gắt tiền bên bên 4. Bắt game. Okay, bắt đầu vào game. Đây là một phiên bản bot nha, mình trao cho các bạn gặp con Sully Totter. Ok, let's go, bật lên nào. Mình sẽ bật một tí điện lên nha, cho nó sáng. Ok, bắt đầu sang bên kia. Bấm nút này và di chuyển qua bên kia nhé. Thank you.
Chạy tiếp tục gặp xuống đây gặp con Slithwater. Okay, chuẩn bị bắt đầu gặp con Slithwater nhé các bạn nhé. Đây là con tay Slithwater xuất hiện. Sau đó mình sẽ chuyển sang chơi Batman Thủy in the movie. Ok, mình đã chơi đến phần này rồi. Bây giờ sẽ đi thu thập các hộp kia nhé. Đây là cái chậu, chậu hình có hình đôi mắt này. Để mình thu thập hết các chậu này và rồi mình cho vào cái nhà Doctor Slit kia nhé. Doctor Red bên kia. Ok, tiếp tục thu thập tiếp nào. Bên đây còn khá nhiều cái. Ok, bên trong này còn hai cái này. Tiếp tục. Hình như là cũng hết rồi đấy các bạn. À, trên đây còn một cái cuối cùng trên đây. Mình sẽ cho hết vào trong đây nhé. Ok, đã mở lấy cái thẻ này qua bên kia nhé. Let's go. Sẽ mở cái đây và nhảy theo đồ nhạc nhé các bạn nhé. Tiếp tục nhảy qua bên đây tiếp nào. Các bạn phải nhớ đúng theo đồ nhạc nhé. Okay, sang bên này bấm nút này tiếp nhé. Phải lấy cái mũ này. Ok, mình sẽ nhảy lại nha. Bắt đầu. Rồi, đang đợi điệu nhạc cái đến nha. Hình như chắc phải là nhảy lại à. Ok, mình sẽ sang bên kia nhảy lại nha. Mình trượt một nhịp là phải nhảy lại nha các bạn nha.
Thế là xong bên đây ấn nút này lại nhá các bạn nhá. Xong rồi. Bây giờ nó mở nhé bạn ơi. Bắt đầu di chuyển nữa, xong rồi. What happened to you is one of Stinger Flynn's tricks. He left for the progressive sector, but we have something more important to deal with right now. See Nab-Nab's room? It's open now, which means he's inside. He's on the hunt, and it's too dangerous to do anything in this state. We have to deal with him. Luckily, I have a solution, but you won't like it. Head to the medical sector, and we'll talk there. Bắt đầu mình sẽ chuyển sang map khác nhé, các bạn nhé. Let's go. Sau này sẽ gặp con hình như là con Nắp Na Lina các bạn. Ok, mình sẽ mở cửa nào. Sau này gặp Nắp Na Lina này. When Nab-Nab vacated, was it long before word started to disappear here? Of course, precautions are great and only get you so... Okay, mình sẽ chơi phần này sau nhé, sau đó mình sẽ gặp từ mẹ chú. Okay, mình sẽ kết nối đến mạng nhé. Để bắt đầu gạt tiền men men chu. Ok, mình sẽ cho các bạn gặp con Evie men men nhá. Không phải con Ben Balina nữa nha các bạn nhá. Mình đã mốt thành nhân vật mới Evie men men. You've been a bad student. Đây là Evie men men. Để sẽ mau chúng ta của nó đó. Ok, không chạy kịp nên bây giờ mình sẽ chơi lại nhé. Let's do it again. Chuyện thoát của con đấy. You've been a bad student. Let's go.
cách xa nhiều ấy. Đấy, chạy cho Win nhá. Ok, bắt đầu chúng ta vào đó nào. Là bị bàn tay con rồng rút tiêu diệt. Ok, tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang chơi Minecraft Man Man Thuly. Ok, bắt đầu đây là một map mới update nhé các bạn, là trong Minecraft. Ok, bắt đầu mình sẽ làm nhiệm vụ bên này. Bài xong gọi đúng không? À, không gọi cái bài mà mình rất là phá vỡ kệ nhiên nha. Rồi lấy cục vàng này nè. Ok, tiếp tục sẽ sang bên đây. Đọc con giật tính của Phật Lan ở dưới đây nhé. Let's go. Bắt đầu xuống dưới đây. Gặp con setting của Vật Lan. Wow, con này to phết đấy. Oh, con này như không có mắt này. Để bắt đầu chuyển sang một map mới nữa. Okay, bắt đầu sang map mới này. Đây là map biển. Mình hóa, đang hóa thân thành con Sting of Flan đấy các bạn ơi. Còn làm nhiệm vụ bên đây nào. I too am working towards saving him, if you can believe it. Okay, bắn vào các bia này, bia mũi tên này. Sao lại gặp con Slow Slide nữa các bạn ạ. Slow Slide. Ok, mình sẽ sang map bên kia. Ok, đã chuyển đến một map khác. À, map lúc nãy này. Map cắt tường. Mình sẽ lại thu thập các chậu nè. Sau đó sẽ nhét vào đây để lấy một cái thẻ nữa. À, lấy cục này để mở bên đây nè. Ok, bây giờ sẽ phải chạy nhảy qua các chỗ này vật bên đây. Có một con cắt tuyển phê ở dưới nhé các bạn. Rơi xuống đây mất rồi. Nó đuổi kìa. À, nó bị đẩy sang một map khác luôn. T
Thế sau đó mình sẽ dùng block bên bên. Okay, bạn sẽ bắt đầu chơi Roblox nhá. Hình như Roblox bị lag hay sao, chưa vào được. Mình sẽ select lại phiên bản trên Roblox nhé các bạn ạ. Đang đợi load map. Ồ, Roblox tầm này nó bị lag ấy. À, cuối cùng nó lát được rồi. Ok, bắt đầu vào game chơi nhé. Ok, mình sẽ hóa thân thành Stinger Phần Lan nhé các bạn này. Garden of Manter Suvivan Ben Ben. Ok, đặt game nào. Well, little where has that rambunctious little scamp run off to? I must go and find little I have found the required key card to get through the door that requires a key card to open. I can now open the door that receives ink. I cannot perceive this vending machine. Sau đó sẽ sang bên đây tìm hai cái pin nhé các bạn này. Ta đường ở Bao An. Đây là các nhân vật này các bạn. Đây sẽ chụp sang bên đây. I have found one of the batteries required for the technology. I need one more. I have found both of the batteries required for the technology. I found in the room that required a key card to enter. Okay, I can now use the technology to find little Timmy. Whoa, technology. Whoa, technology. Okay.
Sẽ vào đây thu thập các quả trứng nha các bạn nha. Oh goody, an egg. It's just like Easter. 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 Đây một quả trứng it's trong cống này. Like bây giờ sẽ nhét vào miệng con Octopus bên này. I have found the required key card to get through the door that requires a key card to open. Thanh kiếm bên này nha các bạn. Now open the door that requires a key card. It's very heavy. I sure hope it isn't too hard to move while carrying this tool of absolute destruction. Mình sẽ cho gặp máy bay drone luôn này sang bên kia nhé. À đây, các con bên này. Appears to be some kind of puzzle. Perhaps solving this will get me closer to finding little Timmy. Oh, hình như tôi màu sai rồi. Well, little Timmy. Trở lại từ đầu.